Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp Touring Mammoth XCR Slimming, một là dòng xe đạp đến từ thương hiệu của Mỹ và cực kỳ là đẳng cấp trên toàn thế giới các bác nhé. Thì xe này thì được sản xuất tại Đài Loan, xuất thẳng luôn sang thị trường Mỹ. Thì khung là khung nhôm, thương hiệu Mammoth, một thương hiệu mà cực kỳ là đẳng cấp và nổi tiếng của Mỹ. Các bác chơi xe lâu năm thì chắc chắn là sẽ biết cái thương hiệu này. Đây là website của xe các bác nhé, mammoth3.com này. Đấy, toàn bộ khung là khung nhôm. Toàn bộ là khung nhôm và hôm nay với cái tông màu trắng cực kỳ là đẹp này. Đấy, rất là thể thao, phối với màu đen đỏ. Thì, cấu hình của chiếc xe thì được sử dụng cấu hình của xe đua các bác nhé. Nó là dòng Shimano Soza. Shimano Soza với 9 tầng líp, trên này 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa của xe là đùi trục rỗng Tiagra. Đùi Tiagra. Và phía trên phần ghi đông xe thì ghi đông của Ford là nguyên zin theo xe này. Và tay bấm xả của xe là Anput với 9 speed ở đây. Đấy, và cụm phanh dầu Shimano. Bên này sử dụng là tay bấm xả Shimano Soza. Càng của xe rất là lớn các bác nhé, nó sử dụng một cái bộ càng cực kỳ lớn, trông rất là chắc chắn. Cũng là càng nhôm. Và cặp vành của xe thì được sử dụng là cặp vành Shimano, cặp vành nguyên Mayer, nguyên một cặp đấy các bạn. Mayer Shimano này. Vành này là GX05 các bác nhé. Vành GX05, một cái vành kiểu lúc béo này, vành mập đấy. Nó phồng vào cái vành này. Và lốp xe thì được sử dụng là lốp Continental Ultra Sport. Đằng sau cũng thế, đằng sau cũng được sử dụng cặp vành Shimano giới 05 và lốp Continental Mayer Shimano. Thì Shimano thì chắc chắn là sẽ sử dụng bi côn này, từ cao cấp đến bình dân đều sử dụng hết là bi côn. Nhưng mà cái côn bi của dòng Shimano này rất là bền các bác nhé. Rất là bền và bánh rất là mượt. Vành đĩa dầu. Đĩa dầu Shimano. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Chuyển động Shimano Soza với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau. Và chiếc xe này đang được bán với mức giá là 12.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.